xuống sâu hơn rồi. Ui, 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 ui. Nước quá to luôn. Tự chảy vào đúng không? Ơi, ngập trắng luôn rồi. Nào là chuối, nào là mít, nào là bưởi, tan hoang hết rồi. Xin mến chào quý vị và các bạn. Người người nhà nhà đang gồng gánh hết sức mình để phòng chống và khắc phục hậu quả sau cơn bão số 3. Cơn bão số 3 đã đi qua nhưng vẫn còn mưa lớn, gây ra tình trạng ngập lụt rất là nhiều vùng. Và sau khi cơn bão đi qua thì ai ai cũng đang cố gắng để khắc phục những cái hậu quả mà cơn bão đã mang lại. Và ngày hôm nay anh em chúng tôi cũng đang tiến hành đi khắc phục những cái hậu quả của cơn bão số 3. Hiện tại thì anh em chúng tôi đang di chuyển máy vào trong một cái mảnh đất để dọn dẹp cây cối. Rất nhiều cây cối ở đây đã bị đổ, đã bị gãy do cơn bão Yagi mang lại. Bên cạnh những cây đổ thì có rất là nhiều nước ở đây, rất là vất vả các bạn ạ. Cũng may mắn là anh em tôi không nằm trong cái vùng bị ảnh hưởng nặng nề, chỉ ảnh hưởng một ít bởi cơn gió mang lại như là gãy cây thôi. Hiện tại thì có rất là nhiều nơi đang bị ngập úng do hậu quả của cơn bão. Trước khi vào video thì Mạnh cũng xin gửi lời chia buồn đến tất cả mọi người, những ai đang chịu cái cảnh ngập lụt và những căn nhà nào mà đang bị tàn phá bởi cơn bão số 3. Và đây, sau một hồi di chuyển thì máy của anh em tôi đã vào tới cái vị trí cần làm việc. Và ngày hôm nay anh em tôi sẽ phải dọn dẹp toàn bộ những cây que cỏ rác, những cây đổ, những cây cỏ dại mọc ở đây, phá sạch sẽ để cho cái khu này nó trở nên quang đãng hơn. Đấy, rất là nhiều. Cái phần bên tay phải các bạn này là cái vùng trũng, dưới này có rất là nhiều nước. Không biết là máy có xuống làm được không, nhưng mà bây giờ sẽ phá và dọn dẹp toàn bộ những cái phần cây que cỏ rác nằm ở trên cái mặt đường này trước, sau đó mới tiến hành di chuyển máy xuống phía bên dưới sau. Trời ơi, ngổn ngang. Cây tre là cây rất là chắc, rất ít khi bị đổ. Thế mà cơn bão vừa rồi nó quật đổ thì các bạn cũng biết là sức mạnh khủng khiếp của cơn bão như thế nào. Để máy đang dọn những cái phần ở trên bờ trước để mở đường, xem nó có xuống được bên dưới không. Rất là nhiều cây que bị gãy. Và để có thể dọn dẹp được thì máy sẽ
chui hẳn xuống dưới luôn. Không biết là ngoài kia nó có sâu không. Chưa ngập nước thì còn dám xuống. Ngập nước rồi thì nhìn cũng ghê ghê. Mưa này đi dọn cây không khéo chui đây lại lầy thôi. Đoạn này toàn cây dại thôi. Đó, đẩy xuống sâu hơn rồi. Ui. Khéo là lại xuống đây lại mắc kẹt mắc lầy ở đây thì thôi. Đấy, toàn bộ những cây que này sẽ được gom gọn vào. Đấy, và tải bác san ra để tiến hành làm cái đường di chuyển lại luôn. Chả may mà có gặp bùn lầy đất yếu thì có những cái phần cây que này lót luôn để đỡ bị lầy. Đấy, cây này chắc cây to đây. Lót làm đường luôn. Không có gì bằng bão. Có máy thổi quay quần lực. Đổ hết gãy hết. Rất là nhiều cây. Đấy, cây trái, cây phải, cây đằng sau, các loại cây, cây nào cũng đổ ngổn ngang. Đây mới chỉ là gọi một góc thôi. Rất là nhiều tuyến phố, rất là nhiều con đường, cây còn đổ ra. Những cây cổ thụ còn đổ hết. Đây chỉ là những cây thông thường. Thời cây que này cứ chất gọn vào một góc, khô thì đốt hoặc là sau này san ra sau, nhưng mà phải dọn dẹp trước. Dìm hẳn nó luôn đây cũng được. Nào liệu có lầy không, liệu có lầy không. Ui xoay rồi. May nền đất bên dưới nó cứng, cho nó yếu yếu thì chật vật luôn. Vứt đấy thôi, lôi làm sao được, nó lo lặng thế.
trước rồi những cây lặt vặt phá hết. Nhân tiện cái việc đi dọn dẹp những cái cây cối bị đổ, máy sẽ dọn dẹp luôn cả những cái gì không dùng đến, như những bức tường, những cái nhà nhỏ, những cây cối cỏ dại. Hiện tại thì mảnh đất này đang rất là thấp so với cái phần nền đường, nên toàn bộ cái phần này sẽ phải đổ đất thêm vào. Từ mặt nước mà lên được đến cái phần đường đi vào, nó sẽ rơi vào tầm 7-80 phần đất, nhưng mà sẽ phải đổ cao hơn để không bị ngập nước nữa. Cứ trải qua mỗi trận bão, trải qua mỗi trận mưa thì mới biết được là đâu là vùng đất không bị ngập, đâu là vùng đất không bị trũng. Toàn cây cỏ dại là nhiều, những cây mà không ăn được thì mọc lên rất là nhanh, nhưng mà những cây trồng thì lại rất là lâu lên. Đây là một cái căn nhà nhỏ cũ, không biết là phòng trọ hay là gì đây, nhưng mà nhìn tường này rất là cổ, rất là lâu rồi, cũng được bỏ hoang khá là lâu. Ê, chỉ một nha thôi, nhưng mà chỉ phần tường trên nó là tường 10 nên là nó dễ. Phần này là phần tường đôi rồi, tường dưới rồi. Cái lúc cần củi đun thì không có, thế cái lúc không cần củi đun thì lại rất nhiều.
toàn cây to thôi. Phần bên kia qua những gồ tre thì người dân cũng đang tranh thủ dọn dẹp những cái phần cây que bị đổ bị gãy chặt cho nó gọn lại. Còn bên này anh em của tôi thì dọn lại những cái phần cây bị đổ rồi, những cái phần cây cỏ rác dại mọc thì đều phá bỏ hết đi và tấp hết xuống cái phần đất này. Đấy, sau này bác chủ bác có đổ đất thêm lên thì được cho nó phẳng phiu sạch sẽ và nó không bị trũng bị thấp nữa. Đấy, nhiều cây quá không biết phá từ đâu, không biết dọn từ đâu, toàn cây to. Cây này thì rất là dễ bẻ vì nó xốp, không được chắc cây. Tươi thì nó lổm xổm vậy thôi, cứ để khô vài bữa là nó xẹp hết xuống ngay. To và dài quá không biết chất đi đâu. Đúng là xây thì lâu mà phá thì nhanh, trồng thì lâu mà phá cũng rất là nhanh. Đoạn này thì cây thưa rồi nên là máy làm không có gì khó khăn cả. Thank you.
này thì được kéo xuống luôn, vừa làm đường vừa lấp xuống cho nó đỡ lún. Đấy, để cây cối nó vướng nó tùm ra nhìn rất là rậm rạc, nhưng mà phá mới chỉ được một tí một lúc thôi thì nhìn cái mảnh đất nó rộng rãi, nó sang chảnh hơn hẳn. Bình thường mảnh đất chỉ có giá khoảng 30 triệu nhưng phá đi dọn dẹp xong xuôi khoảng 35 triệu ngay. Các loại cây, các thể loại, từ cây dại đến cây trồng, từ chuối cho đến các thể loại đều được phá bỏ. Đấy. Còn gói cây ngoài cùng kia là cây lục vừng thì được để lại, gọi là tạm thời để lại lấy bóng mát vậy. Chuối này là thể loại dễ phá nhất, phá nhanh nhất. Đập dập xuống thôi. Đấy, để cái hết cái hồ suối này là hết đất rồi. Đến cái đấy là chạm vào bờ tường. Phía bên tay trái thì lại phủ bên khác rồi. Bờ tường ngăn cách chia ranh giới giữa hai ô. Đấy, sáng trưng. Lúc trước thì ở đây là một cái rừng Amazon thu nhỏ, nhưng chỉ sau một khoảng thời gian làm việc thì toàn bộ cỏ cây ở đây đã được dọn dẹp xong xuôi. Đấy, từ một cái mảnh đất tùm chật hẹp bây giờ trở thành một cái mảnh đất quang đãng rộng rãi. Đấy, quá rộng luôn các bạn, phá xong rồi biết là nó rộng như thế nào. Bình thường thì ở đây không có nước đâu, mưa to thì chỉ đọng một ít nước thôi, nhưng bây giờ lũ đang lên các bạn này. Đây, lũ lên đến mức mà bây giờ nước đang từ ngoài sông Hồng len lỏi chảy vào đường và chảy vào đây. Đây, nước này. Đây, nước còn đang chảy cả lên trên đường này.
quá to luôn. Đây, đây đúng là trận lũ lịch sử luôn này các bạn ạ. Một trận lũ quá kinh hoàng luôn. Đây, mình sẽ đi ra đằng sau cho các bạn xem. Nước quá to luôn, nước dâng lên tới đây rồi, nước kinh khủng luôn. Nhảy bơi đi, nước quá to luôn, tự chảy vào đúng không? Ơi, ngập trắng luôn rồi, nào là chuối, nào là mít, nào là bưởi, tan hoang hết rồi. Ngập hết. Đây là ngày xưa có một cái đường đi đây nhưng bây giờ ngập hết. Đấy. Đây, trong nhà họ đang tiến hành chạy lũ đây. Đấy. Hết bão, hết rõ rồi, giờ lại đến lũ. Bây giờ thì anh em tôi sẽ nhanh chóng đập sập nốt cái phần kia xuống. Sau đó sẽ di chuyển máy về nhà. Nước quá to luôn. Đây, hiện tại nước đang chảy vào cái mảnh đất anh em tôi sàn này các bạn này. Đấy. Bây giờ anh em tôi sẽ nhanh chóng thoát khỏi cái vùng này để tránh trường hợp là tí nữa nước nó to không thoát ra được. Đấy, anh em nào có nhu cầu đào móng phá rỡ sàn lấp mặt bằng hãy liên hệ với em Mạnh 9 tuổi nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video.